Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất. Thật sự cái vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, Thiền Am Rồi Vũ Trụ đó, ngày hôm qua thì tôi chính là cái người được xem như là biết thông tin về vụ án nó trễ nhất. Đến khoảng 10 giờ tối ngày hôm qua tôi mới biết được thông tin vụ án của Tịnh Thất Bồng Lai. Bởi vì là thật ra thời gian gần đây thì tôi cũng khá là bận, cho nên cũng không đọc báo, đọc thông tin gì được nhiều cả. Mà tối ngày hôm qua thì chỗ của Đinh Quân đó có gửi cho tôi xem một cái clip và nói với tôi về cái kết quả của vụ án. Tuy nhiên thì kết quả của vụ án thì theo Đinh Quân nói thì nó cũng chưa chính xác. Thì tôi mới xem cái clip của Đinh Quân nói, có quay lại chỗ luật sư Vũ và chỗ luật sư Luân có ngồi chia sẻ lại ở khi sau khi bước ra khỏi phiên tòa đó. Thì tôi xem xong rồi thì tôi mới thấy rằng là cái kết quả thật sự mà nói, thật tâm nó nằm trong những gì tôi đã từng nói cách nay 6 tháng. Thật tâm mà nói, nó nằm trong những gì mà tôi đã từng nói cách nay 6 tháng qua một đoạn video clip mà tôi đã phân tích cách nay 6 tháng vào tháng 10 năm 2020. Và khi đó tôi phân tích thì cũng nhận được khá nhiều cái lời chỉ trích từ phía chỗ fan của Thiền Am, nói rằng là tôi bên vực ông Thắng bà Mai và nói rằng là tôi bên vực Châu Vinh Hóa, cho nên là một số người đã chỉ trích tôi thời điểm đó. Tuy nhiên thì sau 6 tháng, kết quả ngày hôm nay nó chính là minh chứng cho những gì kênh luật sư Vlog chỉ phân tích theo pháp luật mà thôi, chứ không bên vực bất cứ một ai. Và để minh chứng cho cái lời nói của tôi cách nay 6 tháng mà tôi chỉ tập trung vào cái việc phân tích pháp luật thôi. Các anh chị nghe kỹ khúc này nha. Châu Vinh Hóa đã bị khởi tố ở khung 2 là từ 2 năm cho đến 6 năm. Về nguyên tắc á, là pháp luật như tôi vừa mới nói thường xuyên á, là chúng ta lấy khung thấp nhất cộng với khung cao nhất, 2 năm cộng 6 năm là 8 năm. Về chia đôi á, là cái khung hình phạt của nó trung bình là khoảng 4 năm tù cho cái tội danh này. Nếu chúng ta áp dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ mà luật sư tư vấn là một cách triệt để thì chúng ta sẽ được xử cái khung thấp nhất, đó chính là 2 năm. Còn nếu áp dụng nhiều cái yếu tố và điều kiện để mà có nhiều cái cơ hội giảm nhẹ tội hơn thì chúng ta có thể được xử ở một cái khung thấp hơn khung hình phạt, nếu chúng ta có đủ điều kiện đó. Và tùy thuộc theo tình hình thực tế thì luật sư sẽ tư vấn cho chúng ta. Trong trường hợp này, bà Châu Vinh Hóa bị khởi tố ở khung 2 là từ 2 năm cho đến 6 năm thì mức trung bình là 4 năm. Nhưng trong trường hợp ngày hôm qua bà Châu Vinh Hóa bị 2 năm tù, có nghĩa là luật sư phía Châu Vinh Hóa đã thực hiện tất cả những gì có thể để cho tòa án xử cái khung thấp nhất trong khung hình phạt, xử cái mức thấp nhất trong khung hình phạt. Đó là cái hay của luật sư ở bên phía của bà Châu Vinh Hóa. Chúng ta nói nhớ rõ chỗ này nha, chúng ta nhớ rõ bà Châu Vinh Hóa được xử ở cái mức thấp nhất của khung hình phạt nha. Đó là một cách hay, một cái tài của phía luật sư của bên phía chỗ của bà Châu Vinh Hóa. Đó là những gì tôi nói cách đây 6 tháng. Châu Vinh Hóa rõ ràng là có tội, nhưng quan trọng xử Châu Vinh Hóa như thế nào thôi, để cho Châu Vinh Hóa được tội nhẹ nhất. Nhưng rõ ràng Châu Vinh Hóa là có tội, cái đó không ai phải bàn cãi hết. Cho nên kênh luật sư Vlog là vẫn tư vấn theo đúng nguyên tắc của pháp luật thôi. Tôi thừa nhận Châu Vinh Hóa có tội cách nay 6 tháng. Quay trở lại cái câu chuyện ngày hôm qua, thì sau khi tối về tôi có xem cái video clip nói chuyện của phía chỗ ông Thắng, bà Mai, vụ án của Châu Vinh Hóa, thì tôi mới phát hiện ra là Châu Vinh Hóa bị xử 2 năm tù giam, chứ không phải là 1 năm tù treo hay là 1 năm cải tạo không giam giữ đâu. Như tôi đã từng nói đó, Châu Vinh Hóa là bị xử ở khung 2 thì mức khung hình phạt là từ 2 năm cho đến 6 năm, về nguyên tắc là chia đôi là 4 năm. Nhưng phía luật sư của Châu Vinh Hóa rất là tốt, đã vận dụng hết tất cả những gì có thể để đưa Châu Vinh Hóa từ trung bình là 4 năm xuống còn 2 năm, là một cái mức thấp nhất trong khung hình phạt. Tuy nhiên thì để gọi là cái sự thắng lợi á, thì tôi công nhận là có sự thắng lợi rất là lớn. Một sự thắng lợi cực kỳ lớn của phía luật sư Châu Vinh Hóa đó chính là luật sư Vũ. Bởi vì sao? Luật sư Vũ chính là cái người đi ngay từ ban đầu cái vụ án này. Cho nên là luật sư Vũ nắm rất rõ vấn đề. Cho nên cái phía chỗ ông Thắng, bà Mai và Châu Vinh Hóa mà luật sư Vũ ở trong cái trường hợp này, tôi nghĩ là một cái ý định rất là sáng suốt. Một ý định rất sáng suốt bởi vì luật sư Vũ chính là cái người nắm rõ từng cái chân tơ kẻ tóc, từng đường chỉ, và cũng đang nắm rất nhiều lợi thế về các thông tin có liên quan đến vụ án này. Bởi vì khi luật sư Vũ mà tư vấn và phân tích cũng như là bào chữa cho Châu Vinh Hóa thì phía luật sư Vũ cũng đã nắm rất rõ thông tin của bên phía Thiền Am rồi.
đúng không? Cho nên là luật sư Vũ cũng có quyền đưa ra các cái quan điểm cũng như là các cái câu hỏi về về vụ án này cho bên phía của thân chủ của mình để tìm cách để gỡ tội, bớt giảm tội cho Châu Minh Hóa. Và thật sự là Châu Minh Hóa đã được xử cái mức thấp nhất. Nhưng mà tôi nói rằng thắng lợi lớn, nhưng nó cũng chưa làm tôi thỏa mãn. Chưa làm tôi thỏa mãn. Bởi vì cái cơ hội để cho luật sư bên phía Châu Minh Hóa đó tiếp tục kháng cáo để giảm nhẹ tội thêm nữa, đó chính là ý tôi mong muốn là sự án treo. Bởi vì với cái tình hình như thế này và với cái những gì đã diễn ra thì tôi nghĩ rằng xử 2 năm tù giam vẫn là cao. Bản thân tôi thì tôi luôn nghĩ quan điểm rằng là phải cải làm sao cho xuống là một là tù treo, hai là cải tạo không giam giữ nó mới phù hợp. Tù treo có nghĩa là vẫn ghi nhận án tích nhưng mà không ở tù. Có nghĩa là vẫn ghi nhận án tích để sau này cộng án lại. Còn cải tạo không giam giữ là vẫn là phạm tội nhưng mà chúng ta không phải ở trong tù mà chúng ta được đi ra ngoài xã hội và chúng ta chỉ trình diện cho cơ quan chức năng định kỳ thôi. Trong cái sự việc này thì tôi rất muốn là phía luật sư của Châu Minh Hóa nên vận dụng các cái điều luật khác và nên vận dụng các cái kinh nghiệm của mình để kháng cáo vụ án này, để đưa vụ án xuống còn là cải tạo không giam giữ hoặc là án treo. Nó sẽ là một cái cuộc đại thắng. Đại thắng riêng về vụ án của Châu Minh Hóa thôi. 2 năm cũng đã là thắng rồi, nhưng nó tôi cảm thấy tôi chưa có thỏa mãn về cái tôi chưa có thỏa mãn về cái diễn biến vụ án và kết quả phiên tòa. Kết quả phiên tòa rõ ràng là nó nằm trong dự kiến của tôi cách nay 6 tháng. Rõ ràng tôi vừa mới chia sẻ là cái video cách nay 6 tháng tôi có nói. Nhưng tôi cũng vẫn chưa thỏa mãn được cái kết quả của bản án. Kết quả bản án làm cho tôi thật sự chưa được hài lòng. Bởi vì qua diễn biến nghiên cứu vụ án này và qua các tình tiết, tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn có thể phía bên chỗ của chính nghĩa đó vẫn có thể làm cho cái sự việc nó tốt hơn. Cái việc mà luật sư của Châu Minh Hóa cải đến cái mức mà giảm còn 2 năm như vậy thì đã là một sự thành công ngoài mong đợi rồi. Nhưng nó vẫn chưa làm tôi thỏa mãn. Bởi vì nếu như chúng ta có luật sư ngay từ phía ban đầu thì có thể Châu Minh Hóa chỉ là tù treo thôi. Tại phiên tòa ngày hôm qua Châu Minh Hóa là tù treo hoặc là cải tạo không giam giữ thôi. Quay qua trở lại câu chuyện của bên phía chỗ của Thiền Am là như vậy. Nếu ngay từ ban đầu chỗ anh Thắng, chị Mai và Châu Minh Hóa không có ẩu, không có khinh địch thì có thể phiên tòa ngày hôm qua chúng ta ở đây có nghĩa là phía của chính nghĩa đó đã có một cái sự thắng lợi vẻ vang và thắng lợi tuyệt đối. Thắng lợi một cách tuyệt đối là án treo hoặc là cải tạo không giam giữ. Nhưng vì chúng ta thuê và mướn luật sư cũng như nhờ luật sư trễ quá. Theo tôi là trễ quá. Cho nên thì chúng ta buộc lòng phải chấp nhận cái bản án nó cũng thành công cũng mỹ mãn nhưng nó là 2 năm tù giam thì đối với tôi nó chưa có thỏa mãn. Và phía của luật sư bên phía chỗ Thiền Am họ đã gần như là bất lực. Tôi cảm nhận là họ đã gần như bất lực. Bởi vì sao? Bởi vì khung hình phạt là 2 năm đến 6 năm thì chỉ đôi nó là 4 năm. Mà khi đã là 4 năm rồi mà được tòa án cất nhắc xuống còn 2 năm là cái mức thấp nhất thì phía luật sư của bên chỗ của Thiền Am không có cơ hội để phản pháo. Tôi chỉ nhìn vào diễn biến của cái bản án thôi thì tôi phải suy ra được cái tính chất của cái phiên tòa. Thì bên phía luật sư của bên Thiền Am đó không có cơ hội nào để phản pháo trong phiên tòa ngày hôm qua. Mặc dù tôi không tham gia phiên tòa đó nhưng mà qua cái khung hình phạt và qua cái bản án được tuyên đó thì tôi khẳng định luôn là với quan điểm của tôi thì cơ hội để cho phía luật sư của bên phía chỗ Thiền Am trong ngày hôm qua là không có cơ hội phản pháo. Hôm qua hoàn toàn tuyệt đối thắng là về bên phía luật sư của Châu Minh Hóa. Đã giảm từ 4 năm xuống còn 2 năm. Một mức giảm 2 năm tù. 50% của bản án. Một sự thắng lợi tuyệt đối. Thật sự tôi cũng chưa thỏa mãn. Tôi cần yêu cầu là phía luật sư của Châu Minh Hóa phải hỗ trợ Châu Minh Hóa kháng cáo. Để chi? Để lên tòa án nhân dân tỉnh. Chúng ta tìm ra những cái biện pháp khác và những quy định pháp luật khác phù hợp pháp luật để chúng ta biện hộ cho Châu Minh Hóa là hưởng án treo hoặc là cải tạo không giam giữ. Tuy nhiên thì bên phía của luật sư, bên phía chỗ của Thiền Am đó, tôi chắc chắn rằng là họ cũng sẽ kháng cáo. Bởi vì bản án ngày hôm qua thì là một bản án bất lợi vô cùng cho họ. Bất lợi vô cùng cho họ. Bởi vì nếu bản án ngày hôm qua mà là một bản án lên đến 6 năm tù, thì cái cơ hội cho ông Thắng và bà Mai ở tù khá cao. Bởi vì sao? Bởi vì bản án mà là 2 năm đó, có nghĩa là cái quan điểm của tòa án đang tin tưởng vào phía luật sư của bên Châu Vinh Hóa. Là đây chỉ là một cái sự nảy sinh bất đột xuất để tôi thực hiện cái việc mà cố ý gây thương tích thôi. Do chúng tôi bức xúc bởi vì người ta giấu con cái chúng tôi, cháu chúng tôi ở trong nhà. Và chúng tôi bước vào đó chỉ để là tìm lại con cháu của mình thôi. Và tôi bức xúc tôi mới thực hiện hành vi là cố ý gây thương tích. Chứ bản thân chúng tôi không thực hiện hành vi đó ngay từ ban đầu khi chúng tôi đi vào nhà. Chúng tôi không có ý định đó.
thì tòa án thật sự là đang theo cái quan điểm của bên phía luật sư bên phía Châu Vinh Hóa. Thì đã tòa án theo cái quan điểm luật sư Châu Vinh Hóa rồi, thì cái quan điểm tòa án khởi tố vụ án về 50 người xâm nhập gia cư bất hợp pháp thì hoàn toàn như sụp đổ, hoàn toàn không có cơ hội. Nếu hôm qua mà tòa án xử Châu Vinh Hóa 6 năm thì cái cơ hội của tòa án công nhận cái việc có cái sự xâm nhập gia cư bất hợp pháp là cao. Và khi tòa án đã xử 6 năm như vậy rồi thì cái khả năng của Châu Vinh Hóa, bà Mai và ông Thắng sẽ có thể bị khởi tố về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp, sẽ có thể rất cao. Nhưng do diễn biến của phiên tòa ngày hôm qua, bởi vì phiên tòa xử có 2 năm thôi, cho nên cái cơ hội cho phía của Thiền Am gần như sụp đổ. Họ chỉ còn một cơ hội duy nhất nữa thôi. Họ chỉ còn một cơ hội duy nhất nữa, đó chính là kháng cáo bản án lên tòa án tỉnh Long An. Để chi? Để biết đâu tòa án nhân dân tỉnh Long An lại xét xử lại vụ án này và quay ngược 180 độ, là từ cái việc tuyên bản án 2 năm thành 6 năm, hoặc là hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại ngay từ ban đầu. Để chi? Để cố tình xử Châu Vinh Hóa là từ 2 năm lên 6 năm trở lại, để có cơ hội chuyển biến cái quan điểm của tòa án là Châu Vinh Hóa cố ý gây thương tích, có sự tính toán ngay từ ban đầu. Mà ngay từ ban đầu là khi xâm nhập vào Thiền Am, mà khi xâm nhập vào Thiền Am như vậy là xâm nhập gia cư bất hợp pháp, mà xâm nhập gia cư bất hợp pháp với nhiều người như vậy có nghĩa là xâm nhập gia cư bất hợp pháp có tổ chức, mà có tổ chức đó chính là ông Thắng bà Mai lên dĩa. Các anh chị đồng ý không? Đó chính là cái lập luận của bên phía chỗ của bên fan của Thiền Am đó. Đó là cái lập luận của fan Thiền Am. Cho nên fan Thiền Am và phía Thiền Am chắc chắn cũng vẫn sẽ kháng cáo để bãi bỏ vụ án này, hủy bỏ vụ án này, hủy bỏ phiên tòa sơ thẩm. Hủy bỏ phiên tòa sơ thẩm để xét xử sơ thẩm lại, hoặc là nâng cái mức án từ 2 năm lên 6 năm lại. Mà từ 2 năm lên 6 năm lại nghĩa là cố ý gây thương tích, có sự tính toán, mà có sự tính toán thì có sự tham gia của ông Thắng và bà Mai, bởi vì nó liên quan đến cái chuyện mà xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Đó. Cho nên á là bây giờ phía của chỗ mà luật sư của Thúy Thiện Am á cũng nên là có một cái sự chuẩn bị, có sự chuẩn bị để dùng cho cái phiên tòa phúc thẩm về sau. Bởi vì chúng ta sẽ có là 30 ngày, 30 ngày kể từ ngày tuyên án là ngày hôm qua. Ngày hôm qua chính là ngày 15 tây tháng 4, thì chúng ta có 30 ngày để làm đơn kháng cáo lên cấp trên. Và kháng cáo lên cấp trên như vậy có nghĩa là chúng ta phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa để phía tòa án cấp tỉnh tỉnh Long An xem xét hồ sơ và nghiên cứu hồ sơ. Sau đó rồi sẽ mời các bên lên để xử phiên phúc thẩm. Và tôi hy vọng rằng là ở thời gian tiếp theo đó, mỗi bên sẽ có sự chuẩn bị cho mình kỹ lưỡng, chu đáo hơn. Và bên phía Thiền Am tôi tin rằng họ sẽ có thêm nhiều luật sư khác và sự hỗ trợ của các luật sư khác nữa để buộc tội cho bằng được, hoặc là bãi bỏ cái bản án sơ thẩm để xử lại. Chắc chắn là hai bên sẽ có một sự đấu đá rất là ghê gớm ở cái phiên tòa phúc thẩm sắp tới. Và bên phía của luật sư của phía Châu Vinh Hóa đó, thì tôi nghĩ rằng là ông Thắng bà Mai cũng nên tìm một luật sư nữa để hỗ trợ cho luật sư Vũ. Bởi vì nói gì thì nói, khi một phiên tòa nó rất là căng thẳng giữa hai phía, mà hơn nữa luật sư Vũ cũng chính là một trong những người đầu tiên có tiếp xúc với phía chỗ của Thiền Am, thì đôi khi nó sẽ có những cái sự va chạm mà làm cho luật sư Vũ có thể là không bình tĩnh. Và tôi nghĩ rằng là phía chỗ anh Thắng chị Mai nên tìm thêm một luật sư nữa để hỗ trợ cho luật sư Vũ. Nên nên là như vậy. Bởi vì một người đôi khi có thể là chúng ta sẽ không kiềm chế được cảm xúc. Và phía luật sư của bên phía Thiền Am ngày hôm qua đó, không biết có sự tác động với bên phía cho thân chủ mình hay không. Nhưng mà nghe chỗ luật sư Vũ có nói đó, là khi bước vào phiên tòa rồi thì Quan Nguyên Nhất Nguyên gì đó là đã tố cáo cái chuyện ông Vũ hồi xưa có tiếp xúc với Thiền Am và xem luật sư Vũ là không đủ tư cách để đứng ra bảo vệ cho phía bị cáo ở phiên tòa ngày hôm qua, cố ý là đánh gục cái tâm lý luật sư Vũ ngay từ ban đầu, cố ý là đánh gục tâm lý của luật sư Vũ ngay từ ban đầu. Bởi vì thật sự là ngay từ ban đầu luật sư Vũ có tiếp xúc với phía Thiền Am, tiếp xúc đến mức độ nào thì chỉ có luật sư Vũ mới biết thôi, bản thân chúng ta thì chúng ta không biết được. Tôi cũng như các anh chị vậy, cũng chỉ là những người xem thông tin trên mạng, và tôi chỉ có hơn một chút xíu, đó chính là tôi biết về chuyên môn và tôi có một cái sự nhìn nhận của tôi. Cho nên là phía ngay cái chỗ mà của luật sư Vũ đó là bị chỗ Hoàng Nguyên Nhất Nguyên là đánh thẳng tâm lý ngay từ ban đầu, nhưng rất may mắn là luật sư Vũ rất là bình tĩnh
rất bình tĩnh và đã xử lý qua được tình huống đó và cuối cùng vẫn giữ nguyên được thế trận, vẫn giữ nguyên được thế trận để có thể có chiến thắng cuối cùng, đó chính là bản án 2 năm tù giam, một bản án cực kỳ tốt, có rất nhiều lợi thế ở cái phiên xử phúc thẩm về sau. Và qua đây luôn nữa thì tôi cũng có nói là khi mà ra tòa đó, đâu phải chúng ta muốn nói gì thì chúng ta nói đâu, chúng ta phải có trình tự thủ tục nói, luật sư hỏi ai thì người đó trả lời, chứ đâu phải là chúng ta muốn phát biểu là cứ đứng lên và phát biểu. Ở đây đâu phải là một cái chợ, ở đây là một cái phiên tòa, và những người ngồi ở phía trên đó là những người đại diện cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xét xử. Cho nên đây không phải là cái chợ mà chúng ta muốn nói gì thì nói. Thì theo thông tin tôi được biết ngày hôm qua thì phía chỗ thầy ông nội có đứng lên phát biểu, và ông thầy ông nội vừa đứng lên phát biểu thì bị chỗ của phía luật sư và thư ký của luật sư Vũ đó chặn lại. Bởi vì ông không có liên quan, ông không có liên quan, ông chỉ là người ở nhà chung thôi. Ông chỉ là người ở nhà chung thôi, ông không có liên quan đến vụ án này. Và hơn nữa khi xảy ra vụ việc lại không có ông ở đó nữa thì ông không có quyền phát biểu. Thì đó là tôi xin trả lời cho cái câu nói hồi xưa tôi thường hay nói đó, thân chủ đôi khi ra tòa thì bị luật sư cấm nói là như vậy đó. Có những trường hợp khác mà luật sư có quyền yêu cầu tòa án cấm nói người khác nữa kìa. Đó chính là một trong những cách mà luật sư có thể dùng cái quyền lực của mình tại phiên tòa. Thì cho nên là ngày hôm qua là không đến phiên luật sư của phía Thiền Am là cấm nói đâu, mà chỉ là trợ lý của luật sư cấm nói theo ông nội thôi. Thật sự rất là buồn. Nếu mà ngày hôm qua thì mình cũng nên để cho thầy ông nội phát biểu coi như thế nào ha, chứ mà không cho thầy ông nội nói thì đôi khi nó cũng không có hay. Bởi vì dù sao cũng phải tôn trọng người lớn tuổi, đôi khi có những lời phát biểu chỉ dạy chúng ta. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái buổi đó chắc không phù hợp với thầy, cho nên là phía chỗ luật sư của Thiền, phía chỗ luật sư Trung Hóa là cấm nói luôn, cấm nói không cho nói. Đó là câu chuyện của bên phía chỗ vụ án Thiền Am bên bờ vũ trụ. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất.